Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ẩn ổ đĩa trong Windows 10 nha các bạn. Các bạn vào trong My Computer nè, hoặc là Deep PC á. Bạn thấy có những cái ổ đĩa, có những ổ đĩa khi mình lưu trữ dữ liệu á, có những cái dữ liệu quan trọng mình muốn ẩn đi để khi cần thiết mình mở lên mình xem á các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý cái vấn đề đó nha. Thí dụ bây giờ mình sẽ ẩn đi cái ổ ổ D này nha các bạn. Ổ D. Các bạn thấy nút Start nè, các bạn lít vào. Lít vào nút Start nha. Bạn đánh chữ G B Edit chấm MSC. Nhớ nha các bạn, gbedit.msc. Enter. Nó sẽ hiện lên cái bảng Local Group Policy Editor. Hiện lên cái bảng này nha các bạn. Các bạn thấy cái mục Administrator Template. Lít vào đây nha. Tiếp tục di chuyển xuống cuối cuối dòng á, on setting, chọn on setting đó, nó sổ ra danh sách những cái policy, những cái chính sách mà mình cần thiết lập á, nó hiện ra. Các bạn lít vào bất kỳ một cái dòng nào nha, lít vào các bạn bấm chữ H, chữ H nha, H2 á, để tìm tới cái mục 2 á. Tìm tới cái mục là hai d special right in my computer nha các bạn. Tìm tới cái dòng này nha. Bạn double click vào trong cái dòng này nha. Double tiếp tục chọn cái mục enable nè, nó đang ở trạng thái not config. Các bạn chọn enable nha. Enable. Nó hiện ra cái mũi tên sổ xuống để cho mình chọn những cái ổ đĩa mình cần ẩn đi nha các bạn. Cho mình ẩn ổ C, ổ D nè. Hoặc là chọn tất cả ổ đĩa để ẩn nè. Đó. Giờ vào trong My Computer lại để kiểm tra cái ổ đĩa cần ẩn nha các bạn. Đó, đây mình ẩn ổ D. Mình đang ổ D thì mình sẽ lít vào cái mũi tên sổ xuống, mình chọn ổ D nha. Retreat D, Write Only. Chọn ổ D. Apply. Ok. Vào trong My Computer mình kiểm tra nha các bạn. Đó, lúc này ổ D nó đã ẩn đi rồi, nó không còn cái ổ D nữa. Để hiện lên á, các bạn cũng vào trong cái thằng cửa sổ Local Group Policy Editor này nha. Các bạn tìm tới cái dòng 2D Special Right in My Computer nè. Bạn lít vào. Đó, nó đang enable á. Bạn disable đi. Hoặc là not config đi, not config nha các bạn. Apply. Ok. Đó. Ra đây bạn refresh cái nó hiện lên trở lại nè. Ở đây nó hiện lên trở lại nha. Hoặc là các bạn có thể ẩn tất cả những cái ổ đĩa này đi nha các bạn. Bạn vào trong cái mục 2D Special Right in My Computer nè. Chọn Enable. Cái chỗ mũi tên sổ xuống nè. Chọn Retreat on Right. Lít vào. Apply. Ok. Đó, ra đây bạn refresh. Đó, tất cả những ổ đĩa nó đã giấu đi, nó đã ẩn đi nha các bạn. Đó, khi cần thiết các bạn ẩn đi những cái dữ liệu quan trọng mình không muốn cho người khác
xem hoặc là thao tác trên cái dữ liệu mình á. Bạn có thể vào trong cái Local Group Policy Editor này, các bạn ẩn đi hoặc hiện lên nha. Giờ mình sẽ cho nó hiện lên nha các bạn. Khi cho nó hiện trở lại, chọn Not Config nè. Apply. Ok. Ra refresh trở lại. Đó, nó hiện lại tất cả nha các bạn. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách ẩn ổ đĩa và hiện ổ đĩa trong Microsoft Windows 10 nha các bạn. Hy vọng có thể giúp ích được các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nhớ bấm like và đăng ký kênh. Và nhớ bấm cái chuông để khi mình ra cái video mới á, nó sẽ thông báo đến các bạn nha.